Chào anh em, xin chào cả nhà. Em tiếp tục quay một con máy lọc không khí VGF45, một con máy ngon bổ rẻ, mẫu mã đẹp, phù hợp đủ dùng cho các bác dùng trong phòng ngủ. Con này hình thức còn rất là đẹp, vỏ nguyên bản, mọi tính năng đầy đủ. Hình thức còn sáng đẹp không nhé, vỏ trắng đẹp. Nói chung là mặt trước mặt sau rất ok, đều chất bãi, chả mông má thu tiết gì. Con này 35W, các bạn dùng cho phòng khoảng 20m² đổ lại, phù hợp dùng phòng ngủ, phù hợp dùng phòng ngủ thôi nhé. Máy đầy đủ tính năng báo phần trăm độ ẩm, eco, khóa trẻ em, các tính năng bù ẩm, lọc khí đầy đủ, đã đầu biến áp điện 220V. Con này cái mang than của nó em đang rửa phơi khô đây nhé. Bằng zin đi theo máy còn khá là đẹp đấy. Nó tay với tay chạm vào này thôi nhưng thực ra thì nó không ảnh hưởng gì đâu ạ. Giấy này mà nó thế mềm, mặt ngoài này còn rất là mới này. Khi mà các bạn nhìn một cái lọc màng lọc ấy, mà các bạn nhìn cái màng zin và cái mặt ngoài này của nó này, với cái chất vải gần như là không có bụi như này, tức là nó rất ít dùng. Còn những cái giấy trong này ấy, nhiều khi nó thật ra vận chuyển rồi tay chân nó cầm vào nó nát thôi, vì giấy của bọn Panai nó mềm lắm. Chứ còn không như đây này, đây là cái mặt này nó rất là mới, gần như là không dùng đến hút lọc mấy. Đặc biệt cái chiếc này giá nó khá là rẻ các bác nhé, em bán 1,6 triệu này, 1,6 triệu bảo hành 1 năm. Bên này là phun bình nước bùa, tẩu ẩm chứ vẫn còn khá là sáng. Con máy không có gì để chê trách nhiều. Giá 1,6 triệu cho một con lọc khí Pana dùng cho phòng 20m² đổ lại, đầy đủ tính năng. Các bác nào chốt các bác liên hệ nhé. Chào các bác.